ơi, chú kỳ ghê luôn á. Có hai đứa nhỏ mà cứ để lạc tới lạc lơ hoài à. Chú có biết bây giờ người tốt ít kẻ xấu thì nhiều. Lỡ nó bị bắt cóc rồi sao? Thôi đừng có làm bèm nữa, bây giờ làm ơn đi kiếm mấy đứa nhỏ phụ chú đi. Chú á, chú lúc nào cũng nói tụi nhỏ là làm đảo lộn cuộc sống của chú. Bây giờ tụi nó biến mất rồi đó. Chú trở về cuộc sống tự do của chú đi. Đừng có lên lớp dạy đời tôi nữa. Bây giờ làm ơn giúp tôi đi kiếm mấy đứa nhỏ, được chưa? Báo công an. Được, có biết lý lịch gì vậy tụi nhỏ đâu. Báo công an hỏi biết đường đâu mà trả lời.